Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Miệng lưỡi thiên hạ. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu, cuộc đời của mày vô cùng xấu xa như cách người khác nói. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000 phần 1000. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết phải than vãn. Đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này. Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng.
Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy. Người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên. Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn, bạn đang ở đâu? Có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những ngày tháng đau đớn kia không? Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, qua miệng lưỡi người khác và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta. Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, kẻ miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặn thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học, thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật. Và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật, thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng. Gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày,
khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng, xinh đẹp. Còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh. Nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da. Bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi mở cánh cửa lòng, để cho trời đất mênh mông hiện vào. Đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, còn tiền giấy luôn im lặng. Khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thử lật một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình, thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ ba điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ.
Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Làm sao giữ lại? Làm sao giữ lại điều không thể? Cát biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể? Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tìm thấy dòng sông cũ, lạ lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay đâu. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao cái của, đồng tình đội nón chạy xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì đâu méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, mọi vật trên đời cũng rứa thôi. Bình tĩnh và kiên cường. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút, mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp trăm nghìn sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác, thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình. Ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui tự nhủ lòng rằng, niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn ni rồi cũng đông đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Tự tri. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú,
thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương, một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương, tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Thái độ trước biến cố. Vì sao con trai mềm yếu lại có thể tạo ra trân châu? Khi một hạt cát lọt vào trong con trai, dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó không thể đẩy hạt cát ra ngoài. Đối diện với nỗi đau ấy, con trai không một lời oán trách, mà chỉ dùng dinh dưỡng trong cơ thể bao bọc lấy hạt cát, từng lớp một. Dần dần, từ chỗ là một nỗi đau xót, hạt cát ấy trở thành một viên minh châu mỹ lệ. Và vì sao ngựa hoang mạnh mẽ lại bị khuất phục bởi con dơi bé nhỏ? Khi bị dơi hút máu, ngựa hoang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể đuổi dơi đi. Ngựa hoang giận dữ chạy nhảy cuồng loạn đến mức kiệt sức chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lượng máu bị dơi hút không đủ khiến ngựa chết. Nó chết là do quá phẫn nộ và chạy một cách điên cuồng. Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số. Thông thường những chuyện không như ý ta lại thường chiếm tới 7-8 phần. Khi gặp chuyện không như ý, nên chăng ta hãy nghĩ về chuyện trai ngọc và ngựa hoang. Thái độ sống và cái nhìn minh triết về hoàn cảnh giúp con người xoay chuyển và tháo gỡ được mọi vấn đề. Sự trưởng thành tâm thức của một con người được đánh giá qua cách người đó đối diện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong đời sống. Không thể xin bốn mùa, đất trời ngưng lặng gió, mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời xao động, chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Không tha thứ là một loại ngục tù. Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, tức nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó, ta giữ kỹ chìa khóa, ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm. Ta tự nhủ, tôi sẽ không cho anh ta hoặc cô ta ra ngoài. Tôi có thể thả anh ta, cô ta, nhưng tôi quyết không thả. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù. Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy. Hãy cứ thương đi dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy chấp mà chi, đời ý nghĩa là khi tha thứ. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn,
không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Quá cảnh trần gian. Quá cảnh trần gian lạc bến tình, tình vui phơi phới buổi bình minh. Thuyền lòng thả nổi không người lái, đâu ngờ trôi dạt chốn điêu linh. Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười, vẫn sau cánh cửa lắm than ôi. Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ, người sống bên người vẫn lẻ loi. Đến chốn kịch trường mua chút vui, mơ chút danh thơm sống ở đời. Gặp bao con mắt hình viên đạn, đố kỵ hờn ghen khiến rã rời. Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn, ly đầy ly cạn lại buồn hơn. Ai biết trần gian là quán trọ, ai lấp cho đầy nỗi trống trơn. Quá cảnh nhân gian mượn áo người, mặc vào ngộ nhận áo là tôi. Áo vũ cơ hàng hay gấm lụa, hẳn mốt mai về trả lại thôi. Quá cảnh trần gian mọi gót chân, khóc cười vinh nhục đều xoay vần. Thôi về giả biệt đời sân khấu, mỉm cười bước nhẹ dưới hiên trăng. Một chút thì được. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút để không làm loài tầm gửi đeo bám xã hội. Làm người tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn. Đừng để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Làm người thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời ngốc nghếch cả. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, đó chính là bạn. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, ta cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khờ khạo một chút để hạnh phúc, hơn là thông minh quá rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân. Làm người ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười cho qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoáng đạt. Làm người ngốc nghếch một chút, không đi so đo với người khác thì cuộc sống càng tự tại. Làm người ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ làm mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc nghếch không ngại nhượng bộ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc nghếch không ngại khen ngợi vài câu. Với những người thích ai vua nịnh hót, người ngốc nghếch sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy, mà là không muốn nói ra. Người ngốc nghếch thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác. Hạnh phúc kỳ thực rất giản đơn, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác.
làm người, ngốc một chút kỳ thực cũng không có gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc. Không tính toán chi li với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người, ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, ngốc nghếch, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng, sống như là không cố chấp yêu thương. Phút trải lòng. Này em cứ trải lòng mình, dẫu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau nỗi khổ là sương, sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ. Này em chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có bốn cái ân, dầu khôn đáp tạ tình trần nhớ ghi. Này em vạn nẻo đường đi, nếu từng gục ngã kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối chông chênh, công thành không kể, kể bền lòng ta. Này em đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi chính ta nhẹ lòng. Biển đời lúc đục lúc trong, nhân hoàng mấy kể từng không lỗi lầm. Cùng tôi em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trước cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh năm. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dài khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lay đổi dời. Khi danh khi lợi qua rồi, cuối đường lưu già nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em đôi lúc biết dừng, thản nhìn mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi chừ sống lại từ đầu nghe em. Tỉnh ngôn cho ngày mới. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ gọi là buông xả. Không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai gọi là an trú. Không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa gọi là an nhiên. Không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu gọi là tùy duyên. Không quay quắt với những gì chưa có hay không có được gọi là thuần pháp. Không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình gọi là thần trọng. Không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở gọi là biết sống. Không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người, ngày đó biết dừng tâm lại gọi là từ bi. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời
đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói: "Bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ?" sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh: "Bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay." 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ tâm. Ta là người hay nhiều chuyện, lắm mồm, vậy hằng ngày ta phải trau dồi miệng. Tùy theo nhược điểm của mình mà đặt thêm cho mình những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với đặc tướng của mình. Ách giữa đàn, mang vào cổ, chuyện người biết, chuyện mình hay. Đừng có tài khôn mà chuốc lấy họa vào thân. Thật là vô ích khi mình đến can thiệp vào chuyện của người để rồi tranh chấp, đôi co. Nếu thường xuyên hướng tâm thì ta rất tỉnh táo, khi nói sẽ cẩn ngôn, suy tư rồi mới nói, và giảm tốc độ, có thì giờ suy nghĩ trước khi nói. Nếu gặp chuyện xảy ra mà nói lia lịa, lỡ nói rồi làm sao lấy lại được. Nếu ta không khéo, nói phóng theo tư tưởng ngã chấp thì có ngày sẽ chuốc họa vào thân. Từ nay ta phải yên lặng, sống trầm lặng, độc cư.
không được lắm mồm trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Do miệng lưỡi nói ra mà kẻ sân, người khổ, kẻ quyên sinh. Do miệng lưỡi mà gia đình ly tán, bè bạn tránh xa. Do miệng lưỡi nói ra mà vạn vật sinh linh phải chết. Đến nhà người bạn chơi, khen con gà tốt quá, nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt. Do miệng lưỡi nói ra mà có người bị tù đày, biệt xứ. Miệng lưỡi nói ra mà gia đình người ta xào xáo, anh em chia lìa, tăng đoàn tan rã, vân vân. Nói chung, sự đau khổ của con người ta ở thế gian này phần đông là do miệng lưỡi. Vậy hàng ngày chúng ta phải trau dồi miệng lưỡi để nói lời lành, lời thiện. Phải thường xuyên như Lý Tác Ý câu này: ta không nói thì thôi, mà nói ra thì phải làm vui lòng người. Nói ra mà làm vui lòng người là ta thương người. Làm người ta phải thương người, thấy sự đau khổ của người như chính sự đau khổ của ta. Muốn thưởng thức, học hỏi nhiều điều, muốn có cơ hội hiểu biết người khác, chúng ta phải thực tập hạnh buông xả. Nếu không, trong cuộc sống chúng ta cứ chấp nhặt một điều gì mà không chịu xả bỏ, hay chúng ta có định kiến không tốt về một người nào, nội kết với một ai mà không chịu buông xả, chúng ta không bao giờ có cơ hội để tiếp nhận những cái hay, cái tốt khác. Và chúng ta cũng không bao giờ tha thứ được cho người khác, cũng như không tiếp nhận được việc tốt của người khác. Thế nên, sự buông xả chính là tài sản quý giá nhất. Tài sản này quý vị lại không tốn tiền mua. Nếu lòng chúng ta luôn luôn chấp nhận một điều gì thì thật khổ sở. Nếu có người nào nói với ta vài ba câu gì đó là tối về chúng ta cứ trằn trọc không sao ngủ được, rồi cứ trằn trọc suy nghĩ vì sao mà người ấy lại chê bai mình đến như vậy, vì sao mà người ấy lại muốn công kích mình. Cứ như thế chúng ta sẽ bị đau khổ vì những chuyện không đâu vào đâu. 37. Không thẹn với lòng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, làm bất kỳ một việc gì, chúng ta cần phải hỏi lại lương tâm của chính mình, xem thử mình có làm sai việc gì không. Chúng ta cần phải hỏi lại từ bản thân, chứ không phải hỏi người khác. Vì Phật dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mà chúng ta đã làm. Nếu chúng ta thật sự không có sai lầm, thì cho dù người khác có phỉ báng, công kích hay tìm cách nói xấu, chúng ta vẫn an nhiên bất động. Hay cho dù có người tỏ thái độ thương hại ta, thì cũng vậy thôi. Bởi vì bản thân chúng ta thấy rõ mình không thẹn với lòng đối với những việc mình đã làm. Lương tâm ở trong lòng mỗi người, đó chính là một vị quan tòa tốt nhất. Chúng ta có thể dối gạt, che giấu người khác, dối gạt cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, hay dối gạt cả với đất nước, nhưng chúng ta cũng không thể dối gạt được lương tâm của mình. Lương tâm của mỗi người chính là sự trong sạch nhất của nội tâm người ấy. Trong suốt 24 giờ, lương tâm luôn là vị quan thanh liêm phán xét mọi hành động của chúng ta. Nhân quả chính là ở đây, tuyệt đối không sai chạy. Nó còn ghi chép đầy đủ và chính xác hơn cả chiếc máy vi tính, chính xác nhất mà không có loại virus nào có thể phá hoại được. Vì thế, quý vị cần phải hiểu, quý vị tu học Phật Pháp có thể nghe qua băng giảng hoặc trực tiếp nghe thầy giảng. Quý vị cần phải thực tập ngay những điều mình đã được nghe, được học vào trong cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình và xã hội mình để có được trí tuệ, an lạc và hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng, thì chúng ta sẽ không bận lòng với những phê bình hay chỉ trích của người khác. Đây là chúng ta đạt được sự an ổn và định tĩnh của nội tâm vậy. 38. Phật Pháp và Tôn Giáo. Phật giáo siêu việt hơn tôn giáo, siêu việt hơn tất cả các loại triết học.
Tất cả các tôn giáo có mặt trên thế giới đều nói rằng có một vị thần hay vị thượng đế tối cao có đầy đủ năng lực ban thưởng hay trừng phạt con người. Thế nhưng, Phật giáo cho rằng mỗi chúng ta đều có đủ khả năng ban thưởng hay trừng phạt chính mình. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có khả năng làm chủ hành vi, hành động của chính mình, và mọi người đều phải chịu trách nhiệm với những hành vi, hành động đó. Cho nên, chúng ta muốn thành Phật hay muốn vào địa ngục đều do bản thân chúng ta quyết định, không ai quyết định thay cho chúng ta. Chư vị tổ sư cũng đã từng nói, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là siêu việt tôn giáo, siêu việt triết học. Nói Phật giáo là tôn giáo, đó là vì phương tiện mà nói. Vì sao nói Phật giáo không phải là tôn giáo? Bởi vì định nghĩa của tôn giáo là có giáo chủ, có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên, có giáo nghĩa, giáo đoàn. Tất cả những tôn giáo đều nói rằng có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một đấng siêu nhiên. Đức Phật cũng nói rằng, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Và Đức Phật cũng không có quyền ban thưởng hay trừng phạt ai cả. Ngài dạy rằng, mỗi người đều phải nhận tất cả kết quả từ những việc làm của bản thân. Ngài cũng không dạy mọi người hãy cứ tin Ngài thì sẽ được về cõi Tây Phương Cực Lạc, còn không tin thì sẽ bị đày xuống địa ngục. Mà Ngài dạy, muốn tin thì phải hiểu, muốn tin Phật thì phải hiểu Phật là gì. Đức Phật đã dạy, các ngươi chớ vội tin ta. Tin ta mà không hiểu ta thì chính là các ngươi phỉ báng ta một cách thậm tệ vậy. Vì thế, đạo Phật mới được mệnh danh là đạo của trí tuệ. 39. Duyên sinh, duyên diệt. Phật giáo giảng về cái gì? Kính thưa quý vị, Phật giáo giảng về nhân duyên, đó là duyên sinh và duyên diệt. Duyên sinh nghĩa là mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều do nhiều yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà phát sinh. Không có một sự, một vật nào được sinh ra một cách tự nhiên, nghĩa là không có sự vật, sự việc nào chỉ do một yếu tố làm sinh ra, mà phải do nhiều yếu tố kết hợp sinh ra. Duyên diệt nghĩa là khi những điều kiện để các yếu tố kết hợp với nhau không còn nữa, thì sự vật sự việc sẽ không còn hiện diện tồn tại. Sự không còn hiện diện hay tồn tại của bất kỳ sự vật sự việc nào không phải do chúng tự nhiên mất đi, hay là do một đấng quyền năng nào làm cho chúng mất đi, mà là do các yếu tố, các điều kiện của sự vật sự việc ấy đã hết, và chúng sẽ chuyển sang một dạng nhân duyên mới, tạo ra các sự vật, sự việc mới. Ví dụ như hôm nay, mọi người chúng ta cùng có duyên gặp nhau ở đây, cũng chính là duyên sinh chúng ta mới cùng tập hợp tại đây để nghe Pháp. Sau khi chúng tôi giảng xong, quý vị ai về nhà nấy, đó là duyên diệt. Thế nhưng, khi chúng tôi về, chúng tôi sẽ làm việc khác, nơi khác, và quý vị trở về, mỗi người sẽ có một công việc khác, nghĩa là sẽ có các duyên khác sinh ra các việc khác. 40. Nắm vững và sáng tạo nhân duyên. Nhớ lại, khi tôi còn học đại học, có một vị tín đồ Cơ Đốc giáo nói với tôi rằng, Phật giáo của các bạn nói rằng, Đức Phật đang khống chế các bạn, và Đức Phật là chủ tể sáng tạo ra thế giới này. Tôi nói với anh ta rằng, Phật giáo không nói những điều như vậy. Tay của bạn muốn nắm lại cũng do bạn, mà muốn buông ra cũng do bạn. Tất cả mọi việc làm đều do tự thân mỗi chúng ta quyết định. Nếu như hôm nay anh giết người, thì cho dù anh có đến quỳ trước Phật, Phật cũng không thể cứu anh được. Và Đức Phật sẽ nói với anh rằng, anh không tin nhân quả, anh muốn giết người, phóng hỏa, thì ta làm sao mà cứu anh được? Vì thế, có người hỏi,
tụng kinh nhất định có thể tiêu trừ tai nạn được hay không? Điều này cũng không nhất định, bởi nếu như bạn không làm việc xấu thì tụng kinh có thể tiêu trừ tai nạn. Thế nhưng nếu bạn làm việc xấu, sát nhân, phóng hỏa, thì bạn có tụng bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Nếu tụng kinh có thể tiêu trừ những tai nạn, những hậu quả do việc làm xấu ác của chúng ta gây ra, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bao che cho tội ác rồi. Và Phật giáo đã trở thành một nơi dung chứa cho những kẻ gây ra tội ác. Vì thế, tụng kinh không nhất định sẽ tiêu trừ tai nạn, bởi vì tất cả còn tùy thuộc vào những việc làm của mỗi người chúng ta. Nếu như bạn làm hại một lần đến 50 người, rồi bạn lại đến trước Phật sám hối, cầu xin Phật cứu bạn, như thế thì Phật cũng đành chịu thôi. Bởi vì những việc bạn làm thì bạn phải có trách nhiệm với những kết quả của những việc làm đó, chứ Phật không có quyền xóa bỏ những kết quả đó được. Hoặc là bạn đem những sản phẩm độc hại, sản phẩm kém chất lượng đi lừa dối để bán cho người tiêu dùng để kiếm tiền, đến khi bị phát hiện, bị pháp luật truy bắt, lúc này bạn đến cầu Phật, xin Phật cứu giúp, tha thứ, thì thử hỏi làm sao mà cứu được, và nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử mà thôi. Bạn làm những việc bất thiện, hại nước, hại dân, thì nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử. Và khi đã làm những việc ác rồi, thì cho dù bạn có tụng kinh gì đi nữa, cũng vô ích thôi. Bởi vì lúc này bạn tụng kinh với mục đích là cầu cho pháp luật không xét xử những việc làm xấu ác của bạn, chứ không phải tụng kinh vì mục đích thanh lọc nội tâm, tìm hiểu lời Phật dạy. Trong Phật giáo hoàn toàn không có điều này. Chúng ta không nên có những nhìn nhận một cách sai lầm về Phật giáo như vậy. Chúng tôi đã nói bàn tay của chúng ta có thể nắm lại hay mở ra đều tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta. Vì thế, Đức Phật dạy về nhân duyên sinh, nhân duyên diệt, không phải là muốn chúng ta cứ buông thả mình trôi theo những dòng chảy của cuộc đời, mà đó chính là Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng, muốn làm thiện hay làm ác đều do chính bản thân chúng ta quyết định. Chúng ta muốn an lạc hạnh phúc hay đau khổ đều do tự thân mỗi của chúng ta. Thế nên, dưới cái nhìn của nhân duyên sinh, những sự gì xảy ra không phải là chúng ta cứ nhắm mắt thuần theo nó, không biết làm gì, mà chính là trong cái nhìn duyên sinh ấy, chúng ta tích cực chủ động để cải biến, làm thay đổi chiều hướng của sự việc, thay đổi chính bản thân của chúng ta. Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, tạo ra những cơ hội tốt, những nhân duyên tốt, để trong quan hệ giữa người với người có được những mối liên hệ tốt đẹp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà trong đó mọi người biết tin tưởng, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, không ai dối gạt ai, không ai tìm cách hại ai. Đó chính là chúng ta cùng tạo nhân duyên, xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng cõi tịnh độ ngay trong cuộc đời này. Chuyển hóa khổ đau thành sự buông bỏ. Nguyên lý là phải thực hành khắc phục khổ đau và sự buông bỏ cùng một lúc. Nếu thực hành như thế, khổ đau sẽ có thể chuyển hóa được hiệu quả thành sự buông bỏ với các kết quả tuyệt vời. Có hai cách thực hành: quán chiếu trong thời khóa thiền và suy ngẫm sau thời khóa thiền. Quán tưởng trong thời khóa thiền. Trước tiên, ngồi trên tọa cụ trong tư thế 7 điểm Vairochana, Tỳ Lô Giá Na. Sau đó, quy y và phát Bồ Đề Tâm, tống khí xấu ra, cầu nguyện đạo sư và Tam Bảo hòa tan vào mình trong dạng ánh sáng. Sau đó, quán chiếu. Cõi luân hồi đầy rẫy đau khổ,
mà không ai có thể tránh khỏi. Từ nguyên thủ quốc gia, viên chức chính phủ cao cấp, người giàu sang, kẻ trộm cướp, người ăn mày, và thậm chí đến cả muỗi, kiến, vân vân. Tất cả đều phải chịu khổ đau. Khi đối diện với khổ đau, của cải và quyền lực trở nên vô dụng. Cách duy nhất là chuyển hóa khổ đau vào đường tu. Nguồn gốc của khổ đau chính là tâm bám chấp. Một khi tâm bám luyến vào người hay đồ vật đã phát triển, khổ đau chắc chắn sẽ đến. Do đó, kinh điển nào cũng khuyên chúng ta phải thực hành buông xả. Buông xả là từ bỏ bám chấp. Không có bám chấp thì sẽ không có đau khổ. Đức Phật đã dạy rằng tất cả pháp thế gian đều phát sinh từ nhân duyên. Duyên dẫn đến khổ đau và hạnh phúc là các yếu tố khách quan. Còn nhân chính là sự bám chấp của chúng ta. Lấy ví dụ, nghiệp tốt hay xấu tạo trong đời trước hoặc đời trước nữa là nhân và duyên của cuộc sống luân hồi của chúng ta hôm nay. Ngay cả vị A-la-hán cũng phải gánh chịu nghiệp quả chưa trả ở đời trước trong kiếp này. Nếu chúng ta có thể loại bỏ tâm bám chấp, nhân đời trước sẽ không thể trổ quả được. Cũng giống như việc trồng trọt, hạt giống sẽ không nảy mầm nếu không có độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện ánh sáng thích hợp. Nghiệp tốt và xấu trong đời trước của chúng ta giống như hạt giống, không có sự bám chấp thì chúng sẽ không thể nảy mầm được. Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp là vô thường, không hoàn hảo, mang bản chất của khổ đau, rỗng không và không đáng để chúng ta bám chấp vào. Nếu chúng ta có được sự hiểu biết cơ bản này qua tu tập, chúng ta sẽ có thể loại bỏ được bám chấp, khổ đau và đạt được giác ngộ. Mọi thứ đều là huyễn mộng trong luân hồi. Chúng ta không có tự do và không có thể kiểm soát được mọi thứ, kể cả tâm của mình. Tham, sân, vô minh, đố kỵ và kiêu mạn quấy rối và giam cầm chúng ta. Vì tâm của chúng ta không được tự do, chúng ta phải đi theo đến bất cứ nơi nào hoàn cảnh bên ngoài dẫn dắt. Điều này là bình thường, không có gì phải lo lắng. Giá mà mình được như Đức Phật, các vị Bồ Tát hay A-la-hán, luôn trụ trong trạng thái đại bình đẳng, không bị chi phối bởi các nhân tố bên ngoài. Loại đau khổ này không mới mẻ gì đối với ta. Kể từ vô thủy, chắc chắn là ta đã phải chịu đau khổ như vậy, thậm chí nhiều hơn vô số lần. Cho đến khi nào đạt được địa Bồ Tát thứ nhất, các chúng sinh còn phải đối mặt với đau khổ, thậm chí còn lớn hơn đau khổ mà họ đã từng phải chịu đựng. Vậy mà ta vẫn chưa chán ghét cõi luân hồi này, chưa phát tâm buông xả và vẫn hy vọng tìm kiếm hạnh phúc trong luân hồi. Ta thật sự vô minh làm sao? Mặc dù ta đang chịu khổ đau khôn xiết, điều đó cũng không thể nào so sánh với những khổ đau trong các cõi địa ngục, súc sanh và ngạo quỷ. Nếu không thể chấp nhận được khổ đau này, làm sao ta lại có thể đối mặt với khổ đau trong ba cõi thấp? Do đó, ngoại trừ việc tu tập và giác ngộ của mình, tất cả các việc thế tục như tiền bạc, danh tiếng, địa vị xã hội, hôn nhân, gia đình, người thân, vân vân, đều là tạm thời và vô nghĩa. Ta phải thực hành tinh tấn và tìm kiếm giác ngộ. Nếu không, hậu quả sẽ thật sự không thể hình dung ra được. Đây chính là sự buông xả. Suy ngẫm sau thời khóa thiền. Khi đối diện với khổ đau, chúng ta có thể suy ngẫm các nội dung trên vào mọi lúc, mọi nơi, vân vân, khi đi bộ hay đang lái xe. Pháp hành này giúp chuyển hóa khổ đau thành động lực dẫn chúng ta đi nhanh trên đường tu. Pháp ý còn được gọi là pháp chuyển hóa đau khổ vào đường tu. Có hai tác dụng được tạo ra từ việc thực hành này.
Thứ nhất, thông qua thiền quán, chúng ta sẽ có thể bình thản chấp nhận khổ đau. Thứ hai, chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau thành động lực thực hành sự buông xả. Thực hành buông xả và bồ đề tâm là các phương pháp hiệu quả để bứng rễ tâm bám chấp. Một pháp hành phải có tính đặc thù với một vấn đề trước mắt. Chúng ta phải chĩa tất cả các mũi dùi vào sự bám chấp và chặt nó đi. Thắp nhang, lễ lạy và tụng kinh nói chung là những pháp hành tốt, nhưng không nhắm vào sự bám chấp và không thể loại bỏ nó. Đây là một điểm rất cốt yếu. Những người thực hành pháp Kusali Chô là một ví dụ. Chú thích: Kusali Chô trong hướng dẫn thực hành hợp nhất Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn của Ngài Kama Chame Rinpoche. Kusali là những người thực hành thiền định đã diệt mọi loại dục, ngoại trừ nhu cầu ăn uống, tiểu tiện và ngủ. Bằng cách loại bỏ mọi suy nghĩ chấp ngã và bám luyến vào thân thể, họ cắt đứt bốn ma quân và tích tụ công đức. Kusali nghĩa là ăn mày, là những hành giả đã bỏ sau lưng mọi lo toan thế tục và nhập thất tại những vùng núi non, hoặc là những ai quá nghèo, không có phương tiện cúng dường để tích tụ công đức. Thay vào đó, họ thực hành quán tưởng, dùng thân thể mình để cúng dường. Để loại bỏ tâm bám luyến vào thân mình, họ chủ động đi đến những nơi hẻo lánh, nơi mà các tinh linh thế tục cư ngụ, chặt cây và phá núi chọc giận tinh linh. Kết quả là khi sấm sét, gió mạnh và các dấu hiệu đáng sợ khác xuất hiện, những người thực hành bắt đầu nhận biết sự xuất hiện của tinh linh và ý thức về bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả những người bạo gan nhất cũng sợ hãi điếng người và suy nghĩ: tôi đã đi đến đường cùng rồi và không còn nơi nào để đi nữa, tôi sẽ phải làm gì đây? Khi tư tưởng này khởi sinh, họ ngay tức khắc thực hành cắt đứt bản ngã dựa vào kinh Bát Nhã Ba La Mật với kết quả phi thường. Cũng như vậy, nếu chúng ta thực hành buông xả khi chúng ta đang ở lưng chừng nỗi khổ lớn, kết quả rõ ràng tốt hơn nhiều so với khi chúng ta không bị khổ đau. Chúng ta thường nghe người khác nghĩ ngợi tại sao họ lại là người đau khổ. Không nghi ngờ gì nữa, khổ đau sẽ đến khi tâm chúng ta chưa đạt được trạng thái tự do. Những người không thực hành Phật Pháp thường không tin về sự tái sinh hay nhân quả. Họ nghĩ rằng chết là hết và thường đối xử cực đoan với cuộc đời của chính họ. Những người thực hành Phật giáo, mặt khác, có thể hiểu được bản tánh của luân hồi, đối diện khổ đau một cách dũng cảm và trưởng dưỡng mạnh mẽ ý thức buông xả. Đây chính là mục tiêu chúng ta cần đạt đến. Hạnh phúc từ đâu đến? Một nhà triết học đã nói: người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể tự tìm được hạnh phúc cho bản thân. Người không có trí tuệ thì lại mong cầu người khác đem hạnh phúc đến cho mình. Kính thưa quý vị, an lạc, hạnh phúc đến từ sự giải thoát, an tĩnh của nội tâm. Nếu như nội tâm chúng ta không an lạc, vui vẻ, thì ta có thể cầu mong người nào đem đến được niềm vui cho mình. Làm người, chúng ta không nên bàn đến chuyện của người khác. Trong nhà mình, chúng ta không nên bàn luận nhà người khác, không nên bàn luận nhà người khác tốt hay không tốt. Một người mà suốt từ sáng đến tối cứ luôn nói đến chuyện thị phi, đúng sai của thiên hạ, rồi mong cho mình được an lạc hạnh phúc, thì làm sao mà có được an lạc hạnh phúc? Suốt ngày chỉ nói người này sai, người kia không đúng, còn bản thân mình thì quá sai quấy mà lại không biết, lại cứ cho rằng người khác không tốt.
Con người chúng ta có một nhược điểm rất đáng thương, đó là không nhìn thấy lỗi của mình mà chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Điều này cũng giống như trên mặt của mình đang bị rất nhiều bùn đất dính phải, mình lại không thấy, mà mình lại nhìn thấy một vết bẩn trên mặt của người khác, rồi lại chê cười người khác rằng: "Trên mặt của anh có vết bẩn, thật là tức cười." Nhưng khi đó, người kia sẽ nói lại với chúng ta: "Tôi chỉ có một vết thôi, còn anh bị cả mặt, sao anh lại không thấy?" Con người thường không tự thấy được mặt thật của mình, mà lại rất chú ý đến việc làm của người khác, có khi là chú ý rất nhiều nữa là khác. Khuyết điểm của bản thân thì không thấy, lại mỗi ngày đều phê bình sự tốt xấu của người. Mỗi ngày đều mãi chê bai trách cứ người khác. Chúng ta thật kỳ lạ, tự đem những khuyết điểm của người khác làm phiền não cho bản thân, tự mình chuốc khổ cho mình. Vì thế nên nói, người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể sống an lạc, vui vẻ. Chỉ cần chúng ta xả bỏ tâm tình, không nên để ý đến chuyện thị phi của người khác, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu hết sức nhiệm màu của vạn vật trong trời đất. Như thế, tự thân ta sẽ có được sự an lạc nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không buông xả được những tâm tình của mình, mà cứ vướng mắc vào những hơn thua được mất của cuộc đời, thì làm sao chúng ta sống có hạnh phúc và an lạc? Đức Phật dạy, không ai có thể đem lại sự đau khổ cho ta, mà chính chúng ta tự gây đau khổ cho bản thân mình. Lại nói, người nào hy vọng người khác đem hạnh phúc đến cho mình, thì cũng giống như một người ăn mày đi xin thức ăn của người khác vậy. Thật là khổ sở, bởi vì không phải người khác có thể đem hạnh phúc cho chúng ta, mà chính chúng ta tự tạo ra vậy. An lạc, hạnh phúc có được chính là nhờ vào sự giải thoát, tự tại, sự siêu diệt, xả bỏ, không chấp trước phiền não của chúng ta trước mọi hoàn cảnh. Tất cả đều dựa vào bản thân mình. Bất luận người khác có cho ta bao nhiêu của cải đi nữa, cũng không cho ta được sự an lạc và hạnh phúc. Nhìn lại bản thân, quý vị nên biết, chỉ có trí tuệ và tình thương xuất phát từ nội tâm, chúng ta mới có được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Một nhà triết học đã nói, phạm sai lầm là bình thường, tha thứ mới là cao thượng. Câu nói này rất quan trọng, quý vị không nên xem thường nó. Chúng ta sống trong cuộc đời, mỗi chúng ta ít nhiều gì cũng đã từng phạm sai lầm, chỉ khác nhau là lớn nhỏ, nặng nhẹ mà thôi. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị sau khi đã học Phật Pháp rồi thì nên học tập và thực hành những điều Phật dạy. Đó là biết khoan dung, tha thứ những khuyết điểm, lỗi lầm của người khác. Giả như quý vị không phạm sai lầm thì tốt rồi, nhưng biết tha thứ và khoan dung với lỗi lầm của người khác lại càng quý hơn nữa. Và nhất là đừng chú ý đến những lỗi lầm của người khác. Người học Phật cần thiết nhất chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây phải luôn luôn chú ý đến hành vi của bản thân. Cần phải thực tập và luôn luôn duy trì chánh niệm trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành vi và suy nghĩ của mình. Nghĩa là phải luôn luôn ý thức được mình đang làm gì, nói gì và suy nghĩ gì. Nếu như hàng ngày chúng ta chỉ chú ý đến những khuyết điểm sai lầm của người khác, chúng ta sẽ không có thời gian để nhìn lại bản thân. Và như thế, chúng ta chưa phải là một Phật tử đúng nghĩa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dạy chúng ta suốt ngày hãy nhìn vào khuyết điểm lỗi lầm của người khác. Ngài chỉ dạy chúng ta hàng ngày hãy quán chiếu, nhìn lại bản thân của chính mình, nhìn lại những khuyết điểm sai lầm, những yếu kém của bản thân mình để sửa đổi hoàn thiện. 43. Tha thứ và bao dung. Một nhà tâm lý học nói,
chúng ta nhất định phải hiểu được lập trường của người khác. Những bất đồng, những xung đột, tranh chấp xảy ra giữa người với người chính là do chúng ta đã không đặt mình vào vị thế của đối phương. Nếu chúng ta đứng trên vị thế của đối phương, đồng thời cũng đứng trên vị thế của mình để suy xét, trao đổi lập trường, thì chúng ta sẽ không bị phiền não. Bởi vì khi chúng ta thử đặt mình vào vị thế của người khác, chúng ta mới thấy rằng vị thế khác nhau thì cách nhìn sẽ khác nhau, và như vậy tác phong cũng sẽ khác nhau. Hiểu được vậy, chúng ta sẽ không phê phán hay chỉ trích việc làm của người khác. Vì thế, chúng tôi chân thành khuyên quý vị, sau khi học Phật rồi, quý vị không nên công kích người khác, không nên làm tổn thương người khác. Mà đối với một sự việc nào xảy đến với người khác, mình không nên vội vàng lên án hay chỉ trích, mà hãy thử đặt mình vào vị thế của người đó để suy nghĩ. Làm như thế, chúng ta mới có thể nhận ra rằng sở dĩ hôm nay người ấy hành động như vậy nhất định là có cái lý của họ. Vì thế, người xưa đã nói, người nào có khả năng dung nạp những ý kiến khác với kiến giải của mình thì mới có thể thành tựu được sự vĩ đại của bản thân. Nói một cách đơn giản, một người bình thường thì không đủ sự rộng lượng để dung nạp những ý kiến khác với ý kiến của bản thân. Chẳng hạn như cách nhìn của tôi khác với quý vị, lập tức tôi sẽ tìm cách công kích quý vị, còn quý vị thì tìm biện pháp để đánh gục chúng tôi. Và trong khi đang tận sức tìm biện pháp mà chưa có, thì lại sinh tâm hủy báng, gây tạo thị phi. Con người chúng ta thật là đáng thương như thế đó. Nếu có thể bao dung đối với cách nhìn của những người bất đồng ý kiến, chúng ta mới chính là con người vĩ đại. Chúng ta thường phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, đó là hay xem thường người khác, ví dụ như chê bai người khác. Bạn rất tệ. Thực sự ý nghĩa trong đó chính là chúng ta muốn nói, tôi vĩ đại hơn bạn. Mục đích muốn cho mình cao thượng, vĩ đại hơn người khác bằng cách chê bai người khác thì đó không phải là người quân tử. Vì người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương. Thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta không nên xây dựng sự nghiệp thành công của mình trên sự đau khổ của người khác. Không nên vì muốn cho mình được nổi tiếng mà chúng ta lại chê bai chỉ trích người khác. Vì thế, chúng ta cần phải thể hiện tính khiêm cung trong cách nói của mình. Như nói, các bạn đều là những người vĩ đại, cao thượng hơn tôi rất nhiều. Trong cuộc sống, bạn cần phải thấy được ưu điểm của người khác và luôn luôn tán thán sự vĩ đại của người khác mới đúng. Bất luận bạn là Dương Tôn công tử, là người buôn bán, người hầu, người làm công tác vệ sinh, vân vân, tất cả cũng đều tốt cả. Trong mối quan hệ tồn tại xã hội, mỗi người đều có một công việc tùy theo điều kiện hoàn cảnh, tùy theo sự phân công lao động xã hội. Tùy mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cần phải hiểu rõ trong vũ trụ này, một ngọn cỏ, một bông hoa hay một viên đá, tất cả đều có không gian sinh tồn của nó, huống gì là con người. Vì thế, chúng ta cần phải tôn trọng người khác, phải biết dung nạp người khác. Nếu như chúng ta cứ nhìn nhận người khác qua lăng kính của sự xấu xa, thì nhất định người khác không thể nhìn nhận chúng ta bằng lăng kính tốt đẹp được. Và quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc đời này mà ai ai cũng cho những người khác là xấu cả, thì thử hỏi, thế giới này sẽ như thế nào? Trên thế giới này, không phải ai cũng đều là thánh nhân. Vì thế, chúng ta không nên chú ý phê bình người khác, càng không nên công kích và làm tổn thương người khác. Bởi vì làm như thế, chính bản thân chúng ta sẽ là người chịu nhận sự đau khổ và bất an nhiều nhất. Chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến chuyện thị phi của người khác. Sự đúng sai, tốt xấu của mọi người sẽ được sự phán xét công bằng của quy luật nhân quả. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói,
chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mười Radio xin chân thành cảm ơn.